Thưa quý vị, ngày 4 tháng 7, tòa án nhân dân thành phố Cam Ranh đã tuyên án vụ bà Hồ Thị Thùy Dương kiện ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín Sacombank, yêu cầu trả lại toàn bộ số tiền đã gửi cùng với tiền lãi phát sinh. Và bà Dương đã ủy quyền cho chồng là ông Lê Quang Vinh để tham dự phiên tòa. Và tòa án đã tuyên Sacombank phải trả gần 47 tỷ đồng khách gửi tại ngân hàng nhưng bỗng dưng bị mất cùng với tiền lãi và bồi thường. Theo đơn khởi kiện, giữa năm 2022, tài khoản của bà Dương mở tại phòng giao dịch Cam Ranh của Sacombank bỗng dưng mất gần 47 tỷ đồng. Kiểm tra, bà phát hiện có tổng cộng 12 giao dịch rút số tiền trên, trong đó 9 lần rút tiền mặt trong khung giờ 18 đến 21 giờ ngoài giờ hành chính, 3 lần chuyển khoản mà bà Dương không biết người nhận. Ngày 4 tháng 7, sau một ngày nghị án, hội đồng xét xử xác định các tài liệu chứng cứ thể hiện lỗi thuộc về Sacombank. Đối với việc đại diện Sacombank cho rằng nguyên đơn cung cấp 12 chứng từ chứng minh số tiền gần 47 tỷ đồng bị rút là bản sao nên không có hiệu lực pháp lý. Tòa cho rằng các tài liệu này đã được thể hiện trong bản kết luận điều tra của công an tỉnh Khánh Hòa và các tài liệu chính ngân hàng cung cấp. Vì vậy các tài liệu mà nguyên đơn cung cấp là đúng. Phải nói thêm về quy trình rút tiền trong tài khoản của bà Dương thì tòa xác định việc rút tiền thì không có chính chủ tài khoản có mặt tại trụ sở phòng giao dịch, thực hiện ngoài giờ quy định. Chuyển khoản với số tiền vượt quá hạn mức cho phép và mang chứng từ ra khỏi trụ sở ngân hàng là trái quy định. Vì thế ngân hàng Sacombank phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại gây ra cho khách hàng. Thưa quý vị, theo quyết định của tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, cựu chủ tịch tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết và 49 bị cáo khác chuẩn bị đưa ra xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và một số tội danh khác. Vâng, và trước thời điểm xét xử, ông Trịnh Văn Quyết đã đưa ra yêu cầu đặc biệt với luật sư trong phiên tòa sắp thời. Bị cáo Trịnh Văn Quyết bị đưa ra xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thao túng thị trường chứng khoán. Ông Quyết có 4 luật sư bảo chữa, trong đó có bà Đặng Vũ Đặng Hải Yến thuộc công ty luật trách nhiệm hạn SM Esmic, Luật sư Vũ Đặng Hải Yến cho biết, trong giai đoạn điều tra thì ông Trịnh Văn Quyết đã khắc phục hậu quả số tiền hơn 189 tỷ đồng. Trước thời điểm có quyết định đưa vụ án ra xét xử, cựu chủ tịch tập đoàn FLC đã khắc phục hậu quả thêm 2 tỷ đồng. Bị cáo Trịnh Văn Quyết xin chịu toàn bộ trách nhiệm về phần hình sự và dân sự như cáo buộc. Trước đó bị cáo Trịnh Văn Quyết có đề nghị luật sư viết một văn bản ghi rõ tâm tư nguyện vọng của mình, trong đó nhận toàn bộ trách nhiệm hình sự cũng như là trách nhiệm dân sự cho tất cả bị can liên đới. Đặc biệt bị cáo Trịnh Văn Quyết cũng yêu cầu các luật sư không có bài bào chữa phản biện trực tiếp vào hành vi của ông đã được kết luận trong kết luận điều tra và cáo trạng. Và phía luật sư bào chữa cũng cho biết hiện bị cáo Trịnh Văn Quyết đang điều trị bệnh lao, tinh thần minh mẫn. Bị cáo mong muốn cơ quan tố tụng, truyền thông, công chúng có cái nhìn khoan hồng đối với những việc bị cáo đã làm. Sáng ngày 4 tháng 7 xảy ra vụ tai nạn lao động do đổ xe cầu tại một công trình khu vực vườn cây gần trường mầm non Golden World thuộc phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội khiến một người tử vong. Hiện cơ quan công an đang vào cuộc để điều tra vụ việc này. Thông tin ban đầu vào thời điểm nêu trên, người dân xung quanh nghe thấy tiếng động lớn. Khi chạy ra quan sát thì thấy một chiếc xe cầu bị đổ. Vụ việc đã khiến nhiều người hoảng loạn và khi phát hiện một người đàn ông bị chiếc xe đè lên nằm bất động và nghi tử vong. Theo một số người dân xung quanh, Thời điểm trước khi xảy ra vụ việc, họ thấy người đàn ông này đang vận hành hệ thống cần cầu ở phía chiếc xe nghiêng xuống. Liên quan đến vụ việc, phía công an phường Cổ nhuế, quận Bắc Từ Liêm cho biết, sau khi nhận được tin báo, cán bộ đã xuống hiện trường lấy lời khai và phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra nguyên nhân. Thưa quý vị, các bác sĩ khoa sản Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương đã mổ đẻ thành công cho một sản phụ chỉ cao 1,3m do mắc bệnh sản sụn bẩm sinh dẫn đến biến dạng xương. Tuy nhiên thì em bé rất là may mắn khi mà chào đời khỏe mạnh và nặng 3,5 kg. Và người phụ nữ này sống độc thân, luôn tự ti về bản thân, thế nhưng với khát khao được làm mẹ, chị vẫn quyết tâm sinh con bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm ở tuổi 30. Khát khao làm mẹ như bao người phụ nữ khác, sản phụ chỉ cao 1,3 m đã quyết định làm IVF, xin mẫu tinh trùng từ ngân hàng Ngoài khám thai định kỳ làm các xét nghiệm sàng lọc, chị còn phải làm thêm rất nhiều xét nghiệm tầm soát khác. Trong suốt quá trình thai nhi phát triển bình thường, không có dấu hiệu di chuyển bệnh loạn sản sụn. Khi thai nhi được 38 tuần, sản phụ có dấu hiệu chuyển dạ, các bác sĩ khoa sản bệnh viện Nhiệt đới Trung ương đã tiến hành mổ bắt con. Em bé chào đời nặng 3,5 kg, khỏe mạnh, được chăm sóc đặc biệt sau sinh. Sản phụ cũng hồi phục rất tốt sau ca mổ. Và cũng theo các bác sĩ thì loạn sản sụn là rối loạn di truyền gây ra bởi sự đột biến gen ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường của xương và sụn. Và đây cũng là dạng phổ biến nhất của bệnh loạn sản xương gây ra cái tình trạng lùn bẩm sinh ở tại nước ta. Có khoảng 80% các trường hợp loạn sản sụn là do đột biến mới, trong khi 20% là do di truyền từ bố hoặc là mẹ mang gen đột biến. Chiều cao trung bình của nam giới mắc chứng loạn sản sụn là khoảng 1,3m và chiều cao của nữ giới khoảng 1,24m và xin chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác. Trưa ngày 4 tháng 7, thông tin từ công an của xã Đức Bồng, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đêm vị này vừa giúp một công dân ở tỉnh Phú Thọ đi lạc ở trên địa bàn về với gia đình. Trước đó thì vào sáng ngày 3 tháng 7, người dân tại xã Đức Bồng phát hiện một người đàn ông có biểu hiện không bình thường xuất hiện trên địa bàn nên đã báo cho chính quyền địa phương. Nhận thông tin, công an xã Đức Bồng đã tiến hành xác minh và cũng xác định được danh tính của người đàn ông đi lạc là ông Trần Văn Nhân, ngụ tại xã Ngô Xá, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Ngay sau đó, công an xã Đức Bồng đã liên hệ với gia đình và được biết người đàn ông này đã bỏ nhà đi từ khoảng 3 tháng nay. Gia đình đã trình báo chính quyền và tổ chức tìm kiếm nhưng không hề có kết quả. Chào buổi tối sẽ được tiếp tục với những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị, cơ quan báo chí Bộ Quốc phòng Nga mới đây cho biết quân đội nước này đang áp dụng chiến thuật tiến công bằng xe máy hai bánh và bốn bánh trong nỗ lực giành kiểm soát các khu định cư trên đường tiếp cận Ukleda ở vùng Donbass. Chiến thuật này nhằm vượt qua các cánh đồng chống trải, giảm nguy cơ bị UAV Ukraine tấn công, xuyên thủng phòng tuyến Ukraine từ hai bên sườn và cũng có thể linh hoạt vận chuyển đạn dược thực phẩm. Trong video do hãng thông tấn Nga Sputnik đăng tải, Lính Nga di chuyển xuyên địa hình gồ ghề bằng xe máy hai bánh và bốn bánh, đeo súng sau lưng. Bộ Quốc phòng Nga cho biết để đạt hiệu quả, các lực lượng xe máy thường kết hợp với các nhóm bộ binh xung kích. Các nhóm xe máy cũng có thể được dùng để đánh lạc hướng đối phương. Chiến thuật này có thể giúp lính Nga vượt qua các cánh đồng giải mìn hiệu quả bởi có tầm nhìn tốt trên xe máy và có thể lặng lách để tránh mìn, Giới phóng viên quân sự Nga cho biết chiến thuật xe máy có thể là hình thức vận chuyển phổ biến nhất trong quân đội Nga trong những tháng tới. chinh phục đỉnh núi Everest ngắm nhìn thế giới từ nóc nhà là ước mơ của rất nhiều du khách và đặc biệt là những người yêu thích sự hùng vĩ ngoạn mục của thiên nhiên. Tuy nhiên chỉ vì tranh vị trí chụp ảnh đẹp mà một cuộc ẩu đả đã xảy ra giữa hai cặp đôi trước sự chứng kiến của rất nhiều người tại đài quan sát 8848 thuộc Tây Tạng Trung Quốc theo lời kể các nhân chứng kể lại khi các nhóm tập trung đài quan sát để chụp ảnh lưu niệm hai cặp đôi đã có xích mích về vị trí và góc chụp mặc dù đã được can ngăn nhưng căng thẳng leo đến đỉnh điểm khi mà cả hai cặp đôi lao vào đánh nhau lực lượng an ninh tại khu vực đã phát hiện và nhanh chóng can thiệp các đối tượng liên quan đã bị tạm giữ để điều tra và cơ quan chức năng cũng cho biết sẽ tiến hành xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật và sẽ cung cấp thông tin cập nhật tới công chúng vào thời điểm thích hợp. Đỉnh Everest được mệnh danh là nóc nhà của thế giới với vẻ đẹp rất là tráng lệ. Tuy nhiên, trong một năm sẽ chỉ có tối đa khoảng 300 người leo, leo núi nước ngoài được Trung Quốc cấp giấy tờ cho phép chinh phục đỉnh núi Everest xuất phát từ phía Tây Tạng. Vâng nếu nhìn từ bên ngoài thì hai tòa cao tầng này thì không khác gì nhau, những cái tòa dân cư thông thường. À, tuy nhiên thì đây không phải là nơi của con người mà là một trang trại chăn nuôi lợn theo quy mô công nghiệp. Hai tòa nhà 26 tầng được xây dựng chỉ để nuôi lợn và những con lợn sống trong trang trại công nghệ cao này có một cái chế độ đãi ngộ rất là cao cấp và rất sạch sẽ cũng như thơm thoảng. và nhiều nước trên thế giới vô cùng ủng hộ